Xin kính chào tất cả quý khách hàng. Hôm nay lên clip để giới thiệu với anh em một số món hàng nha. Trước khi đi vào nội dung chính thì nói về hình thức và giá của từng sản phẩm. Về hình thức bán hàng thì anh em mua hàng có xài tài khoản trên điện thoại thì mình chuyển khoản, còn không thì nhận hàng trả tiền bình thường. Điều quan trọng nhất khi anh em mua hàng là xem, nghe, suy nghĩ kỹ trước khi quyết định chốt hàng. Và khi quyết định chốt hàng rồi thì chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Anh em xem, nghe, suy nghĩ coi món hàng đã như thế nào, xuất xứ từ đâu, công dụng ra sao, do nước nào sản xuất, có phù hợp với nhu cầu sử dụng, sở thích, sưu tầm của mình hay không, phù hợp với gia đình của mình hay không, phù hợp với túi tiền của mình hay không. Rồi hãy liên hệ đặt hàng qua số điện thoại là 0988190303, mình tên được Giang. Số này cũng là số Zalo luôn nha mọi người. Thì anh em chốt hàng thì qua tin nhắn nè, gọi điện trực tiếp nè, qua Zalo nè, không chốt hàng qua phần bình luận nha. Anh em lưu ý là không chốt hàng qua phần bình luận. Rồi, còn về giá thì đã bao gồm phí vận chuyển hết. Anh em mua hàng thì chỉ trả đúng số tiền ghi trên từng sản phẩm thôi. Và mua từ sản phẩm thứ hai trở đi thì sẽ được giảm 30.000 đồng. Anh em lưu ý, mua từ sản phẩm thứ hai trở đi thì sẽ được giảm 30.000 đồng. Rồi, về hình thức và giá là như thế. Còn về quỹ lá lành đùm lá rách thì clip vừa rồi á, mình bán được 14 đơn hàng. Mỗi đơn hàng trích ra 5.000 đồng từ lợi nhuận là được 70.000 đồng. Khách hàng thì có anh Quốc, ảnh là tài xế xe container, đóng góp 200.000 đồng. Để lũy kế đến ngày hôm nay thì tiền còn tồn là 5.630.000 đồng, cộng với 270.000 đồng là 5.9 triệu. Quỹ đến thời điểm hiện tại là được 5.9 triệu nha mọi người. Rồi, không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa, mình vào nội dung chính luôn nha. Rồi, mở đầu là mã số 1 là kem đánh răng nha mọi người. Kem đánh răng 2 chai. 2 chai này là 150.000, một chai là white, tức là trắng răng, ngăn ngừa các bệnh về răng miệng. À, nó phòng trừ ngăn ngừa các bệnh về răng miệng, kem đánh răng của Nhật nha mọi người. À, kem đánh răng xuất xứ ở từ Nhật Bản. Chai này là 150g nè, hàng Nhật, hàng chính hãng của Nhật nha. Đó, chai quay 150g. Còn chai tiếp theo là chai muối nha mọi người. Chai muối thì nó 170g. Kem muối tức là mình đánh nó mặn mặn á. Còn chai quay này thì nó thơm thơm, nó the the. Còn này thì nó mặn mặn, nó cũng the the. Đó, chai này là kêu là kem muối. Mình kết hợp hai chai này, có thể mình đánh xen kẽ. Hôm nay là chai này, rồi hôm sau là chai này. Đó, hoặc là ngược lại thì hai chai này mình xài xen kẽ thì công dụng nó sẽ tốt hơn nha. Nói chung là nó giúp trắng răng nè, ngăn ngừa các bệnh về răng miệng. Giá của nó là 150.000. Mã số 1, 150, 2 chai nha mọi người. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Đó. Nói chung mấy cái này bán không có lời bao nhiêu đâu mọi người. 150k 2 chai mà bao gồm phí vận chuyển nữa. Cho nên là anh em thấy được thì mình mua ủng hộ nha. Mua hàng Nhật xài thì chắc ăn nó sẽ ngon hơn những cái hàng khác rồi. Tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 là dung dịch vệ sinh phụ nữ nha mọi người. Dung dịch vệ sinh phụ nữ thì đợt này mình về được nó hai mùi. Mùi màu tím này là hoa ly nè. Còn mùi này là hương hoa hồng. Đó. Dung dịch vệ sinh phụ nữ thì nói chung là nó xài thì nó sẽ tốt cho phụ nữ rồi. 150ml nè. Xuất xứ từ Nhật Bản nè. Đó, tốt cho phụ nữ. Ngăn ngừa các bệnh về phụ khoa vậy đó. Rồi tạo cảm giác tự tin thoải mái cho chị em phụ nữ. Và cái này nó xài rất là ít hao nha mọi người. 150ml mà nó xài rất là lâu luôn. Tại vì mỗi một lần sử dụng là nó có một giọt à. Tại vì nó đậm đặc. Thì theo hướng dẫn, theo mình nghiên cứu thì nó mỗi lần sử dụng là mình chế ra một giọt à, chứ không có nhiều đâu. Cho nên là xài rất là lâu. Xài lâu lắm mới hết một chai. Đó. Và cái này không chỉ riêng của xài cho phụ nữ nha, phụ nam xài cũng được luôn nha mọi người. Nam xài cũng được luôn. Chai này xài cực kỳ lâu luôn, xài cho nam cũng được luôn. À, dung dịch vệ sinh phụ nữ nó chuyên dành cho nữ nhưng mà nam sử dụng cũng được luôn. Giá là mã số 2 là 160.000 nha. 160.000. Mã số 3 là hương hoa hồng. Cũng 160.000 luôn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Hương hoa hồng, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Nó chủ yếu là nó khác mùi hương thôi, chứ thành phần nó thì nó giống nhau hết nè. Made in Japan hết nha mọi người. Rồi, mã số 2, mã số 3 đồng giá là 160.000. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Anh em lưu ý đây là hàng chính hãng nha. Hàng chính hãng.
của Nhật. Hàng Nhật Bản thì anh em cũng biết rồi đó. Và cái này mình bán cũng nhiều rồi, cho nên là không có giới thiệu nhiều nữa. Chứ lúc trước mình bán là phải đọc từng cái chi tiết, từng cái công dụng. Xài lâu lắm, ở nhà để cho bà xã xài là mấy tháng nay rồi, mình chưa hết chai nữa. Đâu 3 tháng rồi đó, chưa hết chai. Tiếp theo mã số 4, 650. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã số 4 là cái gì? Cái gì đây? Mấy cái mặt đá nha mọi người. 650.000, gồm có hai con tỳ hưu đá mắt hổ nè. Lấy ra con cho anh em coi. Kích thước nó thì như ngón tay cái mình thôi. Khoảng tầm tầm đó thôi. Đó, đá mắt hổ nha mọi người. Tỳ hưu này thì có thể nói chung là phong thủy đó, mình trưng bày đồ trên bàn hoặc là làm dây đeo gì cũng được, nói chung cái gì cũng đẹp. Làm gì cũng đẹp. Một con tỳ hưu mắt hổ, hai con tỳ hưu mắt hổ. Và cái thứ ba là tiếp theo là ba cái mặt đá nữa, tổng cộng 5 món nha mọi người. Mấy mặt đá này thì nó đẹp cho nên là giá nó hơi cao hơn hôm trước là mình bán 580 đó. Con này 650 nha mọi người, mặt đá đẹp lắm. Mặt đá thì nó gọn nhẹ, nhỏ gọn nha. Mặt đá này nó gọn lắm. Chiều dài nó khoảng 47 nha mọi người. Còn chiều ngang nơi chính giữa nè là khoảng 30.7 nè. Còn độ dày của nó nè, độ dày của nó là 8.7. Cái hình này là hình con rồng. Rồng nha mọi người, rồng nó gấp mấy trái châu á, rất là đẹp. Cái này mà anh em soi với đèn LED là nó cực kỳ đẹp luôn. Một cái nữa nha. Là món thứ ba tới món thứ tư. Món thứ tư cũng là cái mặt đá. Mặt đá này cũng là rồng nữa mà hình tròn rất là đẹp luôn. Đó, siêu đẹp luôn nha mọi người. Đây, cái rồng này, cái đầu nó. Anh em nhìn đẹp lắm nha. Hình tròn. Siêu đẹp luôn. Có dù lỗ sẵn nha mọi người. Dù lỗ sẵn để mình làm mặt dây chuyền hay là cái gì đó cũng đẹp hết. Cái này thì đường kính nó bao nhiêu đây? Đường kính khoảng 44.3 nè. Còn độ dày thì khoảng 7.8. Rồi thêm cái nữa. Thêm cái nữa cũng hình tròn luôn nha. Thêm cái nữa cũng hình tròn luôn. Hình này là hình con dê nó mang cái túi gì ở trên đó. Nói chung là mấy cái này là liên quan tới phong thủy không rồi. Nó cầm tiền nè. Cầm tiền rồi. Cái này không biết phải con dê không hay là con gì đó. Bao này chắc bao tiền, bao vàng gì trên đó nữa đó. À, rồi tổng cộng 5 món này giá 650 nha. Mã số nó là mã số 4. 650.000, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo là nước hoa nha. Nước hoa này hôm trước có đăng lần nè, bán cũng rất là nhiều rồi. Mình có xài thử rồi nha mọi người. Xài thử một chai rồi, nó thơm từ sáng tới chiều luôn, thơm mạnh lắm. Nước hoa này bán nói chung là anh em mua về xài là không có thất vọng nè, xài ngon lắm. Mã số 5, 300 là 3 chai nha. 3 chai, mỗi chai là 27ml. Thì khi mà giao hàng cho anh em là mình khui ra hết nha. Khui ra hết để chìm cái chai lại cho nó ngay ngắn ha. Cho nó ngay ngắn để tránh tình trạng mà nó bị bể vỡ đó mọi người. Ngay ngắn, quấn đồ cẩn thận. Để khi mà hàng đến tay anh em là nó còn nguyên vẹn nha. Bên trong thì làm vậy nè. Đó. Rồi... nói chung là mình phải mở ra, lấy ra rồi quấn lại cho nó cẩn thận. Để hàng đến tay anh em là nó không có bị vấn đề gì hết. Đó, bên trong là nó như thế này và nó dạng xịt nha. Xịt. Và cái này nó có cái khuyết điểm là nhiều khi hàng người ta tập trung vào nước. Rồi chai thì không có tập trung cho nên là có thể lâu lâu nó có một chai thì nó bị rò rỉ, nó xì. Thì anh em cũng thông cảm vấn đề đó nha. Nó rò rỉ nước ra vào ngoài, nó ướt nhẹ nhẹ thì anh em cũng thông cảm. Mỗi một chai là 27ml. Và có test thử rồi, nó mùi nó thơm rất là lâu nha. Thơm lâu lắm, thơm mình test là
Xịt là nó thơm từ sáng tới chiều luôn mọi người. Xịt lên áo á, thơm lâu ghê lắm. Nói chung là xài là mình hài lòng với, nói chung là cái cảm nhận của bản thân á, là hài lòng với sản phẩm này so với cái số tiền mình bỏ ra là đáng mọi người. Nó 27ml nha. Mã số 5, giá 300, 3 chai nha mọi người. Mã số 5, 3 chai 300.000, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 là 3 chai nhỏ này, là 250. Cái này người ta kêu là lăng Mỹ mọi người, lăng Mỹ, nhưng mà cái này mình nghĩ là nguồn gốc nó là chắc là Thái, hàng Thái, thơm. Cũng như cái loại này vậy đó, hàng này nó cũng là tương đương nhau nè. Thơm từ sáng tới chiều mọi người. Và chai này thì nó dạng lăng. Lăng thì mỗi một chai nó 12ml thôi. 12ml. Nước hoa này thì anh em đừng có hỏi là hàng chính hãng ở đâu nha, không nha mọi người, chắc ăn là nó không rồi đó. Nhưng mà quan trọng là mùi nó thơm lâu. Thơm lâu, thơm xa và xài nó ngon trong tầm giá mọi người. Xài ngon lành trong tầm giá. Nước hoa thì anh em trên thị trường bây giờ nó rất nhiều loại, anh em đừng có tin. Trừ khi là những cái hàng si bán thôi, còn hàng mới thì đa số là không bao giờ, không có phải là hàng chính hãng đâu. Hàng mới mà bán rẻ rẻ là không bao giờ có chuyện hàng chính hãng nha mọi người. Có những chai nó siêu đẹp luôn, nó làm vỏ đồ rất là, nói chung là cái vỏ nè nhiều lớp lắm và cái chai cực kỳ đẹp luôn. Tập trung vào chất lượng cái chai với vỏ bên ngoài, mà nước thì bên trong thì nó không có đảm bảo chất lượng, mà giá nó lại rẻ nữa, cho nên là anh em đừng có nhìn mà lầm tưởng. Đó, chai này thì nó nhỏ nè, gọn trong như bằng ngón tay đó, dạng lăng này, dạng lăng nha mọi người. Thơm thì từ sáng tới chiều, thơm rất là lâu nha. Có xài thử rồi hết rồi. Hàng bán cho anh em thì giống như mình mua về mình xài vậy đó, cũng phải lựa cho nó kỹ, để hàng đến tay anh em là anh em hài lòng nha. Mã số 6, 250, 3 chai, bao phí vận chuyển. Nó gồm có mùi Chanel nè, mùi này 22 nè, mùi này mùi lăng cơm này gọi là lăng cơm hồng nha. Lăng cơm hồng nè, đó. Đặc biệt chai này nè, thơm rất là mạnh luôn. Tiếp theo mã số 7. Mã số 7 thì nó cũng tương tự vậy. Một mùi lăng cơm, một mùi bot, một mùi Lacoste. Đó, ba mùi. Mùi lăng cơm chủ đạo nha. Ba này thì nam nữ đều xài được hết. Giá mã số 7 cũng 250, 3 chai luôn. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Anh em nào mà có điều kiện á thì mình làm thử một cái mã số 5 và một mã số 6 hoặc một mã số 7 á. Mình làm hai mã này về xài luôn mọi người. Xài lâu lắm mới hết, tại vì nó tới 6 chai lận. Tiếp theo là mã số 8. Mã số 8 chai này nó thường thường có hộp là mình bán 190 nước hoa Dubai nè. Không có hộp thì 170. Cái này nó có hộp mà nó rách thì tính như không có hộp luôn. Bán cho anh em 170.000. 170.000, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Chai này cái màu nó lạ mọi người. Màu nó lạ. Đó. Có một chai duy nhất à. Cái này thì dạng chấm nha. Dạng chấm. Mình chấm thôi, mở ra chấm. Và cái này thì nó rất là dễ, mình dặn mà sát xuống á, rất là dễ hư, dễ bể cái chai phía dưới á. Cho nên là mình dặn vô, dặn vừa tay thôi nha mọi người. Dặn vừa tay thôi, đừng có dặn cứng quá. Dặn mạnh quá là nhiều khi nó bứt cái cổ luôn á. Nó bứt cái cổ thì nó bể cái chai. À, chai này thì khoảng tầm 15 đến 20ml gì đó. Nó không có để cho nên là mình không có biết chính xác là bao nhiêu. À, chai này mã số 8 nha. Giá của nó là 170.000, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Có một chai thôi nha, màu nó cũng khá là đẹp nha mọi người. À. Tiếp theo là mã số 9. Cái này cũng chỉ có một chai duy nhất thôi, giá 300.000 nha mọi người, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Cũng là Dubai nè. À, có hộp rồi đàng hoàng nha. Giá 300, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Chai này chai con công, mà công dạng to mọi người. Công dạng to. Công này chắc tầm khoảng 30ml quá. Nó to. Đó. Trong lòng bàn tay nè. Chiều cao rồi. Tới cái nắp là khoảng 13,5. 13,5. Chiều ngang là khoảng 7. Đó. Có một chai duy nhất thôi. Còn sót lại mọi người. Và hàng này anh em đừng hỏi là hàng chính hãng hay không nha. Tất cả những mình theo mình nghĩ á, là hàng nước hoa Dubai mà bán trên thị trường á, là không có cái nào chính hãng đâu mọi người. Với cái giá mà nó bình bình vài trăm là không có cái nào chính hãng đâu.
chủ yếu là cái kiểu dáng nó đẹp nè, mình mua về trưng bày sưu tầm, và nước thì nó cũng chất lượng, nó cũng tương đối là ổn trong cái tầm giá mua về sưu tầm trưng bày rồi mình chơi luôn. Chứ nhiều cái là nó bán hộp nó đẹp lắm mà cũng không phải hàng chính hãng đâu mọi người. Nói chung là do người bán có tâm hay không, người ta nói sao thì nó là như vậy đó. Theo mình có làm sao thì mình nói vậy nha mọi người. Hàng có như thế nào mình nói như vậy, anh em thấy được mình mua, không được thôi. Chứ không có chuyện mà nói tăng bốc cái sản phẩm lên rồi giới thiệu cho cố lên rồi bán cho anh em. Anh em mua về xài thì không ưng ý thì anh em sẽ bỏ, từ từ khách hàng sẽ bỏ đi hết thôi. Còn quan niệm của mình là hàng có như thế nào mô tả y chang như vậy, nguồn gốc từ đâu mô tả y chang như vậy, anh em đồng ý thì mình mua. Và anh em mua hàng thì nhớ xem kỹ mọi chi tiết mình mô tả trên video, mình nói rất là rõ ràng. Nhiều anh em thì xem video không biết có xem hết hay không, mà cứ mua sản phẩm đó là cứ nhắn tin vô hỏi hoài vậy đó. Mình cứ kêu là xem kỹ đi rồi hãy quay lại mua. Mình có nói rõ rồi, có những cái nào anh em mà thắc mắc mà nó ngoài cái những gì mình nói á, thì anh em hỏi. Còn những cái nói rồi thì anh em đừng có hỏi nha. Tiếp theo mã số 10 giá 200, gồm có một cây dao rọc giấy nè, dao rọc giấy này. Hôm trước mình bán nhiều á, mà đợt này còn có một cây à, chưa có lấy thêm nha, còn có một cây kính nè. Dao giấy này bên trong này nó còn hai lưỡi bên trong nữa. Dao rọc giấy cũng khá là xịn sò nha mọi người, mua về để trong nhà để khi mình cần có mình xài, cần có xài. Giá của nó là 200, gồm có một cái kính và dao rọc giấy. Kính này, kính bên trong là cái kính kính này trồng, nó trồng miễn nha, trồng miễn, trồng thủy tinh đó. Nó làm kiểu dáng gu xì nè, rất là đẹp. Nói chung cái kính này rộng, gọng của nó rất là chắc chắn luôn, gọng to chắc, nó đóng chữ cũng đẹp nữa mọi người. Đó, made in Italy, Gucci. Bên đây thì mã số luôn. Đó, không khác gì một cây chính hãng hết. Chữ Gucci bên trong nè. Đó, trồng nó thì trồng màu xanh đen nha. Kính râm, kính mát để mình đi trưa nắng rồi gì đó. Trồng màu xanh đen. Chỗ này nó dính dơ nha mọi người. Dính dơ chùi ra. Đó, rồi giá của nó là 200 ngàn. Còn một cây nha mọi người, 200, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã nó là mã số 10 nha, 200k, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo mã số 11, mã số 11 giá 200 luôn. Này thì chỉ có cái kính thôi, tặng kèm cái khăn. Kính này kính xô lách. Hàng kính thì mình chưa có đi lấy kính mới về, cho nên là nó còn mấy cây thì mình đưa lên. Kính xô lách này thì còn được 2 cây nè. Còn được 2 cây nha mọi người. Anh em nào thích cái trồng nhỏ hơn cái gu xì hồi nãy á. Gu xì nãy nó đẹp lắm. Nó đẹp lắm, nhưng mà do giá nó rẻ hơn cho nên là mình kèm theo cái dao rọc giấy. Cho nó đủ 200 ngàn. Kèm với đó là mua rồi kèm vô, chứ cái dao rọc giấy nó không phải là mình bán đâu mọi người. Tặng kèm luôn, kèm vô là giá là không có lợi nhuận đó. Mua sao để cho anh em đi trang vậy, kèm vô vậy là 200 ngàn đó. Giống như là quà tặng, chứ cây kính đó mình bán không nó thì cũng 200k bình thường. Nhưng bán vậy thì nó lời hơi nhiều hơn so với mấy cái kính này, cho nên là phải kèm cái dao giấy vô, tại vì giá của nó rẻ hơn cây này. Tại vì mấy cái này nó có màu vàng nó bắt mắt, cho nên là giá nó cao hơn. Đó. Cây kính Gucci lúc nãy mình quên đo. Cái này nhưng mà nó to hơn cái này nha, để mình đo cái này trước đi. Nó khoảng 4,3 mọi người. 4,3 chiều ngang thì khoảng 14 nè. Từ cái trồng này qua trồng kia là khoảng 12,5. Đó, cái càng của nó khoảng 14 luôn. Trồng rộng thì khoảng 4,3. Màu này màu trà nha, khá là đẹp. Màu trà đẹp, còn rộng thì nó đóng 14k nè. Đó, nó đóng để mà vàng 14k đó, nhưng mà lớp này nó bằng cái gì thì mình không biết. Và để là răng si nè, tức là cái kính này là hiệu, nó là hiệu của Pháp. Nhưng mà hàng này thì anh em cũng biết rồi đó,
Trung Quốc chắc ăn chứ không phải là Pháp đâu. Pháp thì với cái giá 200 thì anh em không mua được cái, không mua được cái này nữa nè, không mua được cái ve nữa, chứ đừng nói mà mua được cái kính 14K, nó đóng tùm lum hết vậy đó. Nói chung là kính này anh em xài, mua xài thời trang là đáng đồng tiền bát gạo, bao đẹp luôn. Này còn có 2 cây thôi nha, giá của nó là 200.000, mã số 11 nha mọi người, 200K bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Gucci thì của Ý, còn Solet thì của Pháp, còn cái kính ao là của Mỹ. Kính ao thì chưa có lấy về hết rồi, chưa có lấy về. Kính ao thì của Mỹ. Hôm nay để đo sơ cho anh em nắm nha, cái trồng của nó nè. Trồng của nó rộng là khoảng khoảng 5, gần 5.5 đó mọi người. Gần 5.5. Chiều ngang là khoảng 14. Trồng rộng nó to lắm, trồng nó khoảng 5.5, có một cây duy nhất thôi nha. Trồng rộng 5.5, ngang thì khoảng 14.5. Kính Gucci thì anh em nào thích cái trồng to thì mình mua cái đó là ngon lành. Tiếp theo là Ray-Ban. Một lần nữa mình nhắc lại nha, mấy cái kính này chắc ăn không phải là kính chính hãng nha, Trung Quốc sản xuất. Giá 200, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Có một cái khăn nè. Đó. Nhắc lại lần nữa, hàng Trung Quốc sản xuất chứ không phải là hàng mấy triệu giảm còn mấy trăm đâu nha mọi người. Không có ai mà khùng mà đi buôn mà cây kính mấy triệu mà giảm cho anh em là còn mấy trăm ngàn, 3 4 triệu đó, giảm còn 3 400, không có chuyện đó đâu. Cái đó còn hơn là rửa tiền nữa. Nhưng mà nhiều người cũng có, rất là nhiều người tin trời ơi mua được cái kính Ray-Ban xịn mấy triệu mà nó giảm còn có mấy trăm ngàn, mua giá quá hời quá rẻ. Không có đâu nha anh em, không có chuyện đó xảy ra đâu. Cái kính này thì tùy theo cái góc, mình để góc nào thì nó sẽ ra cái màu, nó rất là nhiều màu nha mọi người. Màu nó để bình thường nó màu trà nè, nhưng mà khi mà mình để dưới ánh nắng thì nó sẽ ra nhiều cái góc màu khác nhau. Kính này rất là đẹp luôn, Ray-Ban nha mọi người. Gọng rất là nhỏ, gọng bằng kim loại, trồng cũng bằng, trồng là bằng thủy tinh đó, khoảng 5.5 nè, chiều ngang thì khoảng 14 nè, càng dài thì cũng khoảng 14 luôn. Kiểu dáng Ray-Ban cổ rất là đẹp, chữ là nó đóng ở trên cái kính luôn, không biết là nó khắc chìm hay sao, rất là đẹp luôn. Mặc dù là nó nhỏ nhưng mà có chữ đầy đủ hết nha mọi người. Đó. Rồi bên đây cũng có luôn nè, chữ nó nhỏ cho nên không thấy, chỉ quay để chỉ cho anh em thôi. Còn anh em muốn nó viết cái chữ gì thì về anh em, như cái này nó để Made in Italy nè. Đó, nó đóng nó khắc như đó luôn đó, Made in Italy, nhưng mà nhìn nó nhỏ quá, mình nhìn qua cái camera mình không thấy nổi đâu. Đó. Rồi nói chung là nó đóng đầy đủ hết trơn á. Giá của nó là 200 luôn nha mọi người. Mã nó là mã số 12, giá 200 luôn. Cái kính này đẹp lắm. Ba cây kính hôm nay cây nào cũng đẹp hết nha mọi người. Bao phí vận chuyển cho anh em hết nha. Anh em lưu ý là mua hàng thì xem, nghe, suy nghĩ kỹ trước khi quyết định chốt hàng. Và khi quyết định chốt hàng rồi thì chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Anh em cứ từ từ mà mua, đừng có gấp nha. Xem, nghe mô tả cho kỹ rồi mình suy nghĩ kỹ coi món hàng đó mình có nên mua hay không rồi mình hãy mua. Tại vì hàng bán qua mạng là không có bảo hành, không có bao đổi trả rồi. Ai cũng biết điều đó rồi. Đó, không có bảo hành, không bao đổi trả. Mọi chi tiết thì mình không có giấu giếm gì cả. Quay lên cho anh em xem hết. Anh em mua mấy cái chỗ khác á, trên Facebook đó, nó đăng 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 vậy đó. Nó đâu có nói chi tiết mình kỹ đâu. Nhiều khi những cái lỗi á, nó không có thông báo. Nhưng mà khi mình mua về phát sinh lỗi rồi anh em mà đừng có hòng mà kêu nó chịu trách nhiệm, không có đâu mọi người. Bản thân mình đã từng bị nè. Clip trước mình có nói rồi đó. Mua cái máy in ảnh đó, cứ tưởng là cái máy in ảnh đó nó là cái đời mới bây giờ, tại vì cái mã nó y chang nè. Và nó cũng lấy cái máy
lấy cái máy của đời mới bây giờ nó so sánh giá là trên thị trường 2 triệu 2, 2 triệu 7 2 triệu 8 gì đó. Còn máy này nguyên hộp chưa sử dụng nó bán chỉ có 1 triệu rưỡi thôi. Và mua về xong là phát hiện ra cũng cùng mã đó nhưng mà nó sản xuất đời nó 2005, nó đã xa xưa cổ rồi. Giấy nó không còn, giấy với mực nó không còn phù hợp với bây giờ nữa. Nó nhỏ hơn đó mọi người, nó không tương thích. Rồi nói nó là nó không có chịu trách nhiệm, nó đăng hình gì đó. Ai biểu mình vô mình thấy thì tự mình mua chứ nó không có ép. Rồi thôi, chứ đâu có chịu trách nhiệm đâu. Rồi thế mình thấy vậy thôi mình bỏ luôn. Bỏ hôm trước mua 1 triệu mấy, 1 triệu rưỡi đó. Mà đăng lên bán anh em 500 để anh em lấy linh kiện, anh em sửa mà vẫn chưa tìm được chủ nhân. Để đó mai mốt đăng nữa. Chấp nhận. Mô tả kỹ cho anh em, nhưng khi mà nó bán nó đăng hình nó đâu có nói đâu. Mua về rồi thôi mọi người, bỏ kệ, xem như mình xui đi. Mình xui mình bị mất số tiền đó. Mã 12 giá 200. Tính mua về để mở cái tiệm in ảnh thẻ kiếm thêm, nhưng mà rốt cuộc bây giờ cũng không có mở được. Rồi tiếp theo mã 13 là giá 350. 350 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Rồi có hai cái nón nha mọi người. Đó, bán nguyên combo vậy nè. Cái nón này là lông nó chắc là lông thú thật các mọi người. Theo mình nghĩ chắc là lông thật luôn. Nhìn là nó rất là mướt nè. Và bứt ra một cọng mình đốt á. Đốt là thấy có mùi khét. Đó, cái nón rất là ngầu nha. Nón này chắc nữ hoặc là anh em mua về tặng cho con mình hay gì đó. Nó còn mới lắm. Hiệu nè. Đó. Rồi đây chữ Nhật không nè. Sản xuất thì sản xuất ở Trung Quốc nha mọi người. Nhưng mà mấy thương hiệu này là nội địa Nhật. Bên trong nó có độn lớp mút nữa vậy. Nó cũng khá là dày ấy. Và cái này thì mình có thể dắt lên trên. Nè, chỗ này nè. Có thể mình đưa lên trên rồi có thể là mình mở ra. Mình đưa nó xuống dưới mình làm cái quay. Đó, làm cái quay luôn cũng được nha mọi người. Đó, để đi du lịch đều là ngon lành cành đào nha. Món này người lớn đồ cũng được, nữ, trẻ em đồ cũng được, trẻ em lớn lớn một chút nha, chứ trẻ em nhỏ thì nó rộng nè. Hiệu thương hiệu này chắc cũng thương hiệu lớn rồi mọi người. 350 nha. Rồi kèm theo một cái nón này nữa, nón này bằng hoa cỏ vậy đó. Mấy nó hoa cỏ nè, mình còn lại một cái duy nhất nè, kèm với cái này luôn. Đó, xem như là bán là tặng luôn mọi người. Còn nếu anh em muốn lấy một cái á, thì cái này là 300, nếu anh em lấy không á, cái này không là 300, còn anh em mình bán nguyên cặp thì là 350 nè. Đó, còn anh em nào mà muốn mua một cái không lấy cái này á là 300 ngàn nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Đó, cái này thì tệ gì cũng 100 ngàn à, nhưng mà vừa bán vừa tặng là 350 rồi. Khi mà mình nói 100 ngàn anh em nói đừng có nói mua lấy cái này không, rồi trừ ra 100 là không có đâu nha. Bán vậy đó, em thấy được thì mình lấy hết hai cái, còn không thì nếu lấy một cái thì nó là một cái lông này là nó 300, lấy hai cái là bán nguyên combo gì là 350 nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo mã 14, mã 14 280 ngàn. Đó, mấy cái túi này là toàn bộ là bán giá sale giảm giá hết nha mọi người, để cho anh em mua. Và khi bán giá sale này, bây giờ túi mà mình bán giá này xong rồi mua lại không được mọi người. Nếu có tiền bây giờ mua lại không được, tại vì hàng túi nào nó hiếm lắm, không có. Và đặc biệt là hàng đẹp. Cái này là lết cầm tay nha. Lết cầm tay nè. Đó, hiệu nó đây. Chiều dài nè, là nó khoảng 25,5. 25,5 nha. Còn cái chiều rộng nè, rộng nó có nhiêu đây à, nhưng mà nó bè ra nè. Mình đo cái độ bè ra đi, là khoảng 12,5. 12,5, cao thì nó khoảng 14. Ngăn thì phía trước không có nè, phía sau có một ngăn. Bên trong là nó lót vải phun sơn. Nhưng mà nó làm cái hoa văn đó mọi người, rất đẹp. Lớp này thì nó cũng vẫn còn xài được chứ. Vẫn còn xài được. Đó, nó chưa có tróc gì mấy, vẫn còn xài được.
Ở đây nó có tay cầm và trên đây thì có hai ngăn lớn. Có độn giấy nè. Hiệu nó may đây. Đó, vải phun sơn thì nó lót họ làm hoa văn rất là đẹp, nó in chữ tên thương hiệu trong đó luôn nha. Đó, bên đây thì nó có một ngăn nè. Ở đây ngăn nữa nè. Nói chung là vẫn còn vải phun sơn vẫn còn xài được nha mọi người. Nó chưa có bị tróc. Bên ngoài thì nó bằng da. Rồi đây ngăn nữa. Máy này thanh lý không mọi người. Anh em có nhu cầu thì mình mua mình xài. Đó, đây ngăn nữa nè. Rồi bên trong có ngăn nhỏ có dây kéo. Dây kéo hoạt động bình thường luôn nè. Ngăn thì có khá là nhiều ngăn. Nè vải nè, anh em thấy vải không? Vải rồi nó phun lên một lớp. Bên ngoài nè là lớp sơn. Lớp gì đó mình kêu gọi là vải phun sơn, cho anh em dễ hiểu. Nó phun một lớp gì đó. Rồi, này là mã số 14 nha, 280.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. 280k bao phí vận chuyển luôn nha mọi người. Tiếp theo mã 15 nha, mã 15 giá 300 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Một cái túi đeo bụng hoặc là đeo ngực gì cũng được, túi bao tử mọi người. Anh em nhìn cái dây nó hết hồn không? Đó, dây nó rất là hầm hố luôn. Đó, mình có thể đeo bụng, còn đeo ngực rồi đó, đeo ngực, đeo vai rồi thì mình nới cái dây này ra. Hàng bằng vải nha. Và hiện tại bây giờ là đang thịnh phong trào, đang thịnh vải nha mọi người. Đang thịnh hàng vải Ben David. Hiệu của nó đó. Này nó cũng khá là to, đựng được khá là nhiều tiền. Hoặc là đi chơi, đi du lịch rồi đó, đựng điện thoại, phụ kiện đồ là ngon lành nha. Khoảng 34 nè, chiều dài khoảng 34, chiều cao lên là khoảng 16. Chiều cao lên khoảng 16 nha mọi người. Còn chiều rộng của nó đây nè, chiều rộng thì nó khoảng 10, 11. Này nó to hơn mấy cái túi da. Nhìn vậy á, bao tử này nè, nó to hơn mấy cái túi da. Đây một ngăn nha mọi người. Đó. Nó có còn cái tay cầm nè. Một ngăn bên ngoài. Bên trong thì ngăn lớn bên trong nè. Ngăn lớn là nó có tới hai dây kéo luôn nha. Đó, một ngăn lớn và một ngăn nhỏ có dây kéo ở trong này nữa. À, khế túi này là sản xuất ở Việt Nam luôn nè mọi người. Đó, hàng nội địa Nhật mà made in Việt Nam nè. Để chứng minh với anh em một điều là hàng dệt may, nói chung là ngành may mặc đó, giày dép rồi quần áo rồi túi xách này kia đó, Việt Nam mình là một cái nước sản xuất xuất đi khắp nơi luôn mọi người. Các công ty của nước ngoài á nó đặt tại Việt Nam nè, hoặc là nó thuê Việt Nam gia công rồi xong nó xuất lại những cái nước châu Âu, nói chung là khắp thế giới luôn. Rồi 300 nha mọi người. Anh em yên tâm, hàng mà may mặc mà ở Việt Nam là anh em yên tâm, chứ nhiều khi anh em mua dép mà nói sản xuất ở Việt Nam anh em chê, đừng có chê nha. Nó còn ngon hơn nước ngoài nữa. 15, 300, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo ở 16 giá 350, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Hai cái nha mọi người, hai cái này hình như có một cái là sản xuất ở Việt Nam nữa nè. Nếu mình nhớ vậy đó. Chiều cao là khoảng 22 nè. Chiều ngang là khoảng 35 á. Đo dưới đây là 35 nè, trên đây thì nó hơi hụt một chút. Bằng vải nha, phong trào đang thịnh hình thịnh hành đó, thịnh hành vải da phối với vải nè. Thương hiệu nè mọi người. Đó. Bên ngoài là không có ngăn, cái này chắc nó để đựng giấy tờ hoặc là đựng mấy cái máy tính bảng rồi mọi người. Tại vì nó may cũng khá là dày nè. Ngăn bên ngoài không có, bên trong có một ngăn lớn và một ngăn nhỏ. Toàn bộ bằng vải hết. Ở đây là miếng da nó in cái thương hiệu thôi. Đó, mấy cái túi này anh em mua thì rất là đắt tiền nếu mình mua mới á. Bên trong là toàn bộ là vải nha. Có cái tay xách nè. Rồi tiếp theo đây một cái nữa. Cái này là thương hiệu nè. Đó, hàng đều có thương hiệu hết. Mà chữ nhỏ quá mình cũng làm biến tra coi nó nước nào. Tại vì giá rẻ quá thôi kệ đi. Vải nè. Canvas phối với vải.
canvas nè, phối với vải nha mọi người. Đây là có cục hít nè, nó to vậy nè, mình mở ra mình đựng tài liệu hay gì đó, xong rồi mình có thể bẻ lại cho nó gọn. Cục hít hít rất là nhạy nha. Rồi bên trong là cũng toàn bộ vải luôn nè. Đó, bên trong thì có đầy ngăn nè, đầy ngăn nè, nè made in Việt Nam nữa, sản xuất ở Việt Nam nhưng mà xuất khẩu ra nước ngoài, và hàng này là hàng nội địa Nhật nha. Đây mình kéo lại nè, đây nó có cái quai nữa nè, cái này là gin của nó chứ không phải mình lấy mình chế vô nha. Nè anh em nhìn cái chất nữa nè, với cái chất này nè y chang nhau nè, thấy không, trên từng con ốc là có dập hiệu hết. Đó, hai cái túi này là mình thấy là cũng cần xài mọi người, để đựng giấy tờ nhà hoặc là sách đi công việc cũng được. Rồi mã số 16 giá 350 ngàn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo mã 17 nè, này thanh lý giảm giá 600 ngàn luôn, 600, hôm trước bán 700 mọi người, mà giờ thanh lý là coi như là không có lợi nhuận, mà bán giá này rồi mới mốt mua lại là cầm tiền mua lại cái túi giống gì là không có được, mà không có được mua, không được giá này nữa. Còn rất đẹp nha. Đó, mấy cái chân còn y thinh nè, hình thức bên ngoài còn khá là đẹp, kiểu dáng đẹp lắm. Sách đi này thầy cô giáo chứ không có thầy nha mọi người. Cô giáo đi dạy hoặc là mình mua để mình đi lớn lớn tuổi một chút. Nói chung cô giáo đã có gia đình là xài được rồi. Hoặc là mua mấy cô lớn tuổi mình tặng cho phụ huynh mình cũng được, để đi đám tiệc được cũng sang trọng lắm mọi người. Này hình thức còn đẹp. À, mấy cái này là cái dáng này là thương hiệu lớn mọi người. Thường thường là của Italy được không mà. Cái này có nó còn vàng đẹp nha, cơ bản là nó còn đẹp á. Chiều cao là nó chiều cao khoảng tầm 18 nè. Chiều cao 18. Chiều dài nè. Dài là khoảng 34, rộng nè. Rộng là đo từ cái chỗ bung ra nè mọi người, tới chỗ bung đây là 17 nè, còn đo gọn ở trong đây là khoảng 12 nè. Túi còn đẹp lắm nha. Cái màu nó cũng sạch sẽ nè mọi người. Đó, độn phom cho nó đứng cho nó đẹp nè. Túi này là sản xuất ở châu Âu, hình như Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha gì đó mình quên nè. Có thương hiệu đàng hoàng, bên ngoài không có ngăn, nó tập trung vào bên trong. Bên trong thì lót nó còn khá là sạch nè. Hàng này người ta xài rồi nhưng mà xài ít nha. Ngăn thì hai ngăn nhỏ hai bên nè. Đó. Một ngăn mà nó may lại nó chia làm hai là hai ngăn hai bên, một ngăn lớn, ngăn nhỏ. Và một ngăn nhỏ có dây kéo ở đây. Đó. Bên trong nó còn cái gì, cái gối hút ẩm luôn. Anh em nào mua làm quà tặng là ngon lành á, tặng cho vợ mình hoặc là bạn thân đâu đó là ngon lành. Túi nó còn đẹp mọi người, đi dạy đi làm đi đâu cũng được, đi chơi cũng được luôn. Rồi này là mã số 17 nha, 600, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo mã 18, mã 18 là giá 600 luôn. Hai cái này là đồng giá nè, cho nên thanh lý bằng nhau luôn. Cái này thì nó to hơn, nó to hơn, phù hợp cho mình đi làm cần cái túi nó to hơn, hoặc là để dành đi du lịch mà ngắn ngày á mọi người, đi du lịch cá nhân mà ngắn ngày á, là cái này là nó vừa nè. Còn đi làm thì mình đựng nhiều, cô giáo đi dạy đựng nhiều giấy tờ hồ sơ rồi đó, còn mình đi làm mà cần đựng nhiều giấy tờ thì mình lấy cái này thôi, để dành để đi du lịch mọi người, đi công tác. Cao khoảng 20, hơn 20 một chút, 20,5. Chiều rộng thì nó khoảng 18, rộng khoảng 18. Còn chiều ngang nè, từ đây qua đây nè, khoảng 32. Hàng có thương hiệu đàng hoàng nha, chữ tờ nè. Chữ tờ này hình như là của Ý hay vậy, made in Italy nha mọi người. Hàng của Ý. Đó, bằng da bò nha, hình thức còn đẹp lắm, khá là đẹp luôn. Đó,
đi làm vẫn được nha. Với form này thì nó đi làm vẫn được, hoặc là đi công tác ngắn ngày để mình đem một hai bộ đồ gì đó. Nó thiết kế thì bên ngoài không có ngăn nha, tập trung vào bên trong giống như cái kia thôi. Logo thương hiệu thì ở trên cái dây kéo khó luôn nè đó, rồi ở đây luôn nè, độn phom to đùng luôn. Anh em nào có điều kiện mình lấy cái mã số 17 lúc nãy nè, thêm mã số này nữa là ngon lành. Anh em lấy hai cái thì mình giảm giá. Bên trong thì nó lót cái này không biết kêu là cái gì luôn mọi người. Đó, miếng nó trơn trơn giống như là PVC vậy đó. Bên trong thì một ngăn lớn và một ngăn nhỏ. Đây, dàn khè luôn, có thương hiệu đàng hoàng nè. Đó, dây kéo làm cũng đẹp nữa, dàn khè luôn nha mọi người. 600 luôn, mã số 18 nha, 600 ngàn luôn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã 18 nha mọi người, 600, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Hai cái túi mã 17, mã 18 là một cái 600 á. Anh em nào lấy hai cái là bớt 30 ngàn, nhưng mà mình giảm 50 ngàn luôn, là nếu mà lấy hai cái là 1.150.000 mọi người. Lỡ thanh lý rồi mình chơi luôn. Tại vì anh em mua hai món thì giảm 30, còn này lấy là giảm 50 luôn nha. Lấy hai cái là 1.150.000. Tiếp theo mã số cuối cùng là mã số 19 là cái máy lọc không khí thanh lý luôn nha mọi người. Hôm nay là đại hội thanh lý nha. Đó, máy lọc không khí nha mọi người. Hôm nay là thanh lý cho anh em luôn nha. Hôm trước bán 1.500.000 mà chưa tìm được chủ nhân. Hôm nay sale xuống còn 1.200.000, mã số 19 nè, 1.200.000. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Máy lọc không khí này anh em muốn mua giá rẻ là anh em chỉ mua lô thôi, mà mua lô 10 cái. Mà mấy cái bài của mấy thằng mà bán lô á thì anh em nào nằm trong nghề anh em mới biết là khi nó lấy về nguyên một lô lớn á, khoảng có thể là 100 cái hoặc là 70-80 cái tùy theo lô, thì nó lựa toàn bộ những cái cao cấp, cái đẹp á, nó bán trước, nó bán lẻ xong rồi còn lại những cái dạt nó bán lô nó màng lọc đồ nó dơ rồi mọi người, rồi mấy cái mà đợi thấp á bán lô chục cái gì đó, nó chừa lại một hai cái đẹp gì đó, màng lọc còn sạch đẹp nó để vô, còn 7-8 cái còn lại là về là màng lọc không có xài được, mất thay màng lọc. Mà anh em biết rồi đó, thay màng lọc bộ màng lọc là 500-600 ngàn, cho nên là mua lô thấy rẻ mà rốt cuộc nó không rẻ. Còn này là anh em mua lẻ là 1.200.000 là giá, có thể nói là giá quá hợp lý, quá rẻ luôn rồi mọi người. Thanh lý cho anh em luôn á, 1.200.000 là coi như là công vệ sinh đồ là không có luôn đó. Mua lấy về công vệ sinh rồi lỗ phí vận chuyển cho anh em luôn. Cái máy này thì quay sơ sơ ngoại hình nha. Ngoại hình đó, xuống nè. Cái đời máy nè, máy hiệu Sharp nha. Điện 100V, anh em lưu ý là xài điện 100V. Còn cái đời nó là KC500i4. Anh em gõ lên YouTube cách sử dụng máy lọc không khí Sharp KC500i4, gạch V kép cũng được, không thì tới đây cũng được. Rồi là nó hướng dẫn sử dụng cho anh em hết. Nó sản xuất 2012 nha, 2012 sản xuất tại Trung Quốc. Đó. Cái màng lọc, cái hàng sử dụng của nó là tới 10 năm là màng lọc á. Còn màng than hoạt tính là không cần thay thế, chừng nào nó hư mới thay. Còn bình thường là không cần thay thế. Còn màng lọc bụi là hạn sử dụng 10 năm, mà mình sử dụng còn Nhật này nó xài chừng năm một là nó dục rồi mọi người. Cho nên là về mình cũng không cần thiết là phải thay. Còn cái màng lọc cho anh em xem, nó cũng còn khá là ok nha. Màng bên ngoài nè, còn đẹp nè. Đó, bên trong nè, bên trong là cái màng than hoạt tính. Than hoạt tính còn khá là đẹp luôn. Đẹp lắm nha anh em. Than hoạt tính còn đẹp nè. Rồi màn lọc bụi nè, màn này ta kêu là màn HEPA đó, thì nó khá là ok luôn. Mình lấy ra mình phơi nắng rồi ngay cái cột nó ẩm á mọi người, cột nó ẩm xong cái nó có cái dấu luôn nè, chỗ này là để ngay cột nó không bị nè, con này rơi ra ngoài nè, nó vậy nè, đó, nó có cái hình góc cột đây luôn nè, chứ bên trong là nó sạch đẹp lắm, bên trong là sạch đẹp. Và hàng này, cái màn HEPA này là người ta không có cho mình giặt nha, không có cho mình rửa nước á, chỉ lấy ra mình lấy cái máy xịt á, máy xịt để mình xịt cho nó sạch bụi,
sạch bụi rồi mình lấy cọ mình quét, lấy cọ quét rồi xịt cho nó sạch bụi thôi, hoặc là có máy hút bụi thì mình hút, còn không thì nói chung là chỉ vệ sinh vậy thôi, còn mình giặt là nó sẽ hư, nó sẽ hư hết trơn, tại vì cái này nó làm bằng giấy nên là người ta không có cho mình giặt đó, mấy cái vậy. Màn thì màn hai ba là để bên trong nè, để bên trong cái này quay lên nè, cái chỗ này là đưa ra ngoài nè là mới đúng rồi nha. Đó. Tiếp theo là cái màn màn than hoạt tính để bên ngoài, than hoạt tính để bên ngoài, than hoạt tính này thì xài kỹ rồi vệ sinh sạch sẽ là không có cần thay thế luôn. Rồi cái cuối cùng là cái nắp đậy, nắp đậy nó có cái màn lọc bụi mịn nữa. Đó, ở đây nó có để nè, mấy cái màn nào mà họ sử dụng bao nhiêu năm mà không cần thay thế đâu, nó có hết. Còn đây là bình chứa nước, anh em xài thì kéo này xuống nè để thay nước. Bình chứa nước thì mình đổ nước vô đây, đổ đầy luôn cũng được nữa, dặn cái nắp này ra nè. Đó, rồi đổ đầy nước vô, đổ này nước vô rồi. Cái này mình lấy ra vệ sinh thì mình kéo lên chút xíu nè, để tay ở phía dưới nè, kéo lên chút xíu để cho máy xuống nè, khi mình đẩy vô nè, để tay dưới nè, nâng nhẹ lên kéo ra. Cái màn cái này là cái bộ lọc lọc nước nè, lọc nước bù ẩm, còn cũng khá là ok nha mọi người, khá là ok, xanh đẹp. Bên đây thì nó hơi dơ chút xíu nè, nhưng mà còn như vậy là đẹp lắm mọi người, đừng có thay. Cái màn này là người ta nói là theo nhà sản xuất là cũng không cần thay thế nè, chừng nào nó hư mới thay, chứ bình thường là không cần phải thay. Đó, và anh em đặt là phải đúng chiều nha, khi anh em để xuống là phải đúng chiều, đúng chiều đó, mình lắc là nó quay, còn anh em mà để không đúng chiều á là nó bị kẹt rồi. Nó không quay là không đúng nha. Đó, màu xám lúc nào cũng xây ra phía trước, đúng chiều thì mình đúc nó mới vô, còn không đúng chiều là anh em cố đúc vô là nhiều khi nó gãy ngàm luôn. Đó, quên nữa, phải nói cho nó rõ. Anh em mở ra vệ sinh thì cái này có thể mở ra được nè. Và nhớ vệ sinh thì ở đây nó có cái cục hít nè, anh em đừng có làm mất cục hít này nha. Cục hít này thì tháo ra nó mới mất thôi. Còn vệ sinh thì ở đây nó có mấy cái chốt nè, anh em đút ngón tay vô anh em cạy ra cái là anh em từ từ ra mấy cái chốt này nè, đút ngón tay nhẹ vô rồi bung ra là lấy cái miếng này ra vệ sinh được luôn nha. Còn ở đây cái miếng nhựa nè, lỡ lấy ra rồi thì nhớ là cái lấy ra vệ sinh xong nhớ là cái mặt bằng nè, quay lên phía trên nha, quay lên phía trên mới đúng. Đó. Đã vệ sinh sạch sẽ, anh em mua về chỉ cắm điện xài thôi, mua về chỉ cắm điện xài, và lưu ý là xài điện 100V. Rồi bây giờ là ghim điện test thử nha, ghim điện test thử nha mọi người. Anh em nhớ là ghim điện 100V nha, anh em ghim điện 220 là nó cháy á, là nó hư cái nó hư rồi sửa, thợ biết sửa thì đỡ, sợ thợ không biết sửa là coi như là nó dễ mình là tốn tiền dữ lắm, cho nên là anh em nhớ đừng có ghim lộn điện, ghim lộn điện là rối lắm. Rồi khi mình cắm điện xong rồi đó thì cách sử dụng cũng đơn giản lắm, hôm nay lâu quá mình cũng quên rồi, nhưng mà nó cũng khá là đơn giản. Nút này nút bật tắt nè, hoặc là nút này cũng được. Đó. Nút này là nút tắt nè, nút này là nút bật nè. Đó. Khi mình không đổ nước thì nó báo là thiếu nước nè. Khi mình đổ nước vô là chỗ này nó không báo nữa nha. Độ ẩm là 82%. Đèn màu xanh nè, khi nào có bụi dơ thì nó hiện ra màu đỏ. Đó. Khi nào mình đem vô phòng lạnh là cái độ ẩm này nó sẽ hạ xuống. Tại vì trong phòng lạnh thường thường anh em nói phòng lạnh là độ ẩm nó cao, nhưng mà nó không cao, mọi người đem vô phòng lạnh là nó còn thấp xuống rồi nó sẽ phun nước để bù ẩm. Xài cái máy này vừa nó tiện là thứ nhất là nó hút bụi nè, mình để trong phòng á, thứ nhất là hút bụi nè, thứ hai là phun nước bù ẩm, thứ ba là lọc không khí dơ, hút không khí dơ vô, đưa không khí sạch ra cho mình. Và để nó trong phòng thì anh em để rồi anh em mới biết kết quả của nó, là nó lọc bụi rồi cái phòng mình nó sẽ sạch hơn. Và anh em xài phòng xài quạt hoặc là xài máy lạnh sử dụng cái này càng tốt. Ở nhà mình có hai cái phòng thì đang xài hai cái máy, một cái máy sáp tháp và một cái máy sáp giống vậy nè, xài nói chung là ngon lắm.
Ở trên đây là nút này bật tắt nè, nút này bật tắt đèn nè. Đó. Bấm cái nó tối một chút nè, bấm cái này nó tắt luôn nè, bấm cái mở lên lại. Đó, nút này nó tắt, bấm cái nó tắt queo nè, nút này nút bật lên. Đó. Đèn này là ấn 3 giây để cái nút này nè, ấn 3 giây để bật tắt chế độ ion luôn nè. Ấn 3 giây. Anh em ấn 3 giây là ion nó cháy là nó sáng nè. Anh em tắt là anh em ấn và giữ 3 giây là nó tắt. Đó, tắt chế độ ion đó, nhưng mà ưu tiên là mình nên mở nha. Nên mở đèn ion lên. Đó, ưu tiên là nên mở. Rồi cái nút này là nút nó hiển thị, thứ nhất là hiển thị phần trăm nè, mình bấm cái nữa là nó hiển thị điện, lượng điện tiêu thụ á, mà cái này của Nhật không biết nó tính như thế nào thì mình không biết, mà nó hiển thị lượng điện tiêu thụ á. Còn nút này là nút cài đặt độ ẩm nè, cài đặt độ ẩm. Ví dụ như mình muốn 40%, độ ẩm 40% là nó sẽ phun nước. Còn không thì độ ẩm 50, 60, 70, 70 thì nó độ ẩm 70% thì nó phun nước. Thì tùy theo anh em thích cái nào anh em chỉnh cái đó. Đó. Còn nút này là nút lọc mạnh. Là anh em ấn nút này là nó sẽ phun nó lọc không khí nhanh đó, lọc không khí nhanh là ấn nút này. Còn nút này là nút tự động. Mới vô mình mở máy là mở bằng nút này và nó là chạy hoàn toàn tự động nha. Chạy tự động. Còn nút này là nút lọc mạnh, lọc mạnh thì nó không cần nước cho nên nó không báo nước nè. Qua tự động thì nó sẽ báo nước. Còn nút này là nút là lọc không khí, chỉ lọc không khí. Để mình dịch coi chỉ lọc không khí hay là cái gì. Đó, nút này là nút chỉ lọc không khí, không có bù ẩm. Còn nút này là tự động là nó có bù ẩm nè. Còn chỉ lọc không khí nè. Rồi đây là chỗ này là cái đèn lên đây là nè, trên đây là tự động nè. Lọc không khí tự động. Ở đây là chế độ phấn hoa. Còn lên đây là mạnh nè, lọc mạnh. Trung bình, lọc yếu. Còn này chế độ phấn hoa. Còn bên đây là ấn 3 giây để khóa trẻ em nè. Đó, ấn và giữ 3 giây để khóa trẻ em. Còn cái đèn này á, là cái đèn báo là màn lọc bị dơ á. Màn lọc bị dơ là mình phải vệ sinh màn lọc. Mà khi vệ sinh màn lọc xong là ấn 3 giây để thoát cái chế độ mà ấn và giữ 3 giây để mà thoát cái chế độ mà báo màn lọc dơ á, là lúc này. Đó. Còn đèn này nó cháy là cái gì đây, để mình dịch tiếp theo của nó là cái gì, lâu quá thì cũng quên rồi. Cái đèn trên này cháy là để mình hẹn giờ tắt mọi người nè. Anh em thấy nè, bấm nút này thì nó hẹn giờ nè, 2 giờ, 4 giờ, 8 giờ, hẹn giờ tắt á. Đó, chỗ đèn này nó tắt, bấm tắt nó đi. Đó, còn đèn này cháy thì là vệ sinh rồi. Vậy là xong mọi người rồi. Để mình lấy một cái điếu thuốc để test thử là coi cái cảm biến này nó còn ngon lành hay không nha. Đây mọi người, bắt đầu không khí nó có không khí dơ rồi đó. Giờ mình cho thuốc thêm nữa nè. Cái khối chứ không phải là thuốc nữa, tại vì điếu thuốc này hút hết rồi. Cho khối nhẹ vô nè. Điếu thuốc không hết rồi, đốt nó không cháy. Đó, bắt đầu có khối hơi hơi là nè, cái điếu thuốc nó còn cái cùi không. Đó, khói hơi hơi vô là bắt đầu nó đỏ rồi đó. Khói mạnh vô là nó đỏ nhiều hơn rồi đó. Vậy là con nó còn ngon lành nha mọi người. Đó, cho khói nhiều vô rồi nó đỏ tè le luôn đó. Con cảm biến nó còn ngon lành, mình bấm khi mà không khí nó dơ quá nhiều nè, mình bấm cái nút lọc nhanh cho nó lọc nhanh. Lọc cũng vài phút mới xong á. Nói chung là máy lọc không khí hiện tại bây giờ á, là mấy cái hãng bán máy lọc không khí nó đang tuyên truyền vận động bà con mua cái máy lọc không khí rất là nhiều. Và đặc trưng của máy lọc không khí là xài rất là tốt. Những cái gì mà người Nhật người ta xài, ta đi công nghệ, ta đi trước mình 10-20 năm, mà người ta xài máy lọc không khí đó mấy chục năm trước rồi, người ta đã xài. Còn hiện tại Việt Nam mình mới thịnh hành nha mọi người. Cho nên là trong nhà anh em nào có điều kiện thì sở hữu một cái, xài điện 100V. Về mình không có ổn áp thì mình mua cái cục biến điện nhỏ nhỏ khoảng
200.000 đó mọi người là xài được rồi. Máy 1.2 triệu, mua thêm 200 nữa là 1.4 triệu, mình đã bao ship luôn rồi. Thì anh em mua có điều kiện mua về xài, do mình thanh lý này cái nè, còn cái đai kin nữa, còn cái đai kin nó thanh lý là còn hai cái nữa là hết. Và thanh lý thì anh em cũng biết đó, mấy hàng thanh lý mình thanh lý xong là không có lấy về bán nữa mọi người, tại vì lấy bán thì nó không có lời, nó lỗ. Ví dụ cái này bán là lỗ phí ship cho anh em nè, nên là không bán nữa. Anh em nào có điều kiện cần thì mình nên mua sở hữu về xài, xài rất là tốt cho sức khỏe. Hiện tại là mình nói không phải để cho anh em mua, mà là sự thật là vậy đó. Bây giờ là mấy cái hãng Amway, nói chung là mấy cái hãng mà cũng mỹ phẩm đó, nó đang lấn sân qua thị trường máy lọc không khí nữa, và nó quảng cáo rất là rầm rộ để cho bà con người ta mua người ta xài á, với cái giá quá hợp lý thì mình nên mua thử một cái về để mình sở hữu nha. Rồi qua nha mọi người, nó đang lọc nè, lọc xong rồi đó mọi người. Rồi hôm nay có 19 món giới thiệu đến anh em. Anh em thấy món hàng nào phù hợp với nhu cầu sử dụng, sở thích, sưu tầm thì liên hệ đặt hàng qua số điện thoại là 0958 190303, mình tên Được ở An Giang. Anh em đặt hàng thì lưu ý xem, nghe, suy nghĩ kỹ trước khi quyết định chốt hàng, và khi quyết định chốt hàng rồi thì chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Anh em xem, nghe, suy nghĩ kỹ của món hàng đó có phù hợp với nhu cầu sử dụng, sở thích, sưu tầm của mình hay không, phù hợp với túi tiền của mình hay không, phù hợp với gia đình của mình hay không, rồi hãy liên hệ đặt hàng nha mọi người, đừng có gấp nha. Và anh em chốt hàng qua tin nhắn, qua gọi điện trực tiếp, qua Zalo, mình có để trên tiêu đề video nè, màn hình video và trong phần mô tả luôn. Số điện thoại của mình là 0988 190303. Anh em đặt hàng thì lưu ý như vậy, không chốt hàng qua phần bình luận nha. Thì rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của anh em, để mình có động lực để sưu tầm những món hàng ngon bổ rẻ để phục vụ cho anh em. Trân trọng cảm ơn những tình cảm của anh em đã dành cho kênh của mình trong thời gian qua, và rất hy vọng trong thời gian tới thì anh em sẽ tiếp tục ủng hộ. Chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Tạm biệt, hẹn gặp lại.